Số 2. Số 3. Cả ba đội đang ở đâu rồi ạ? Ok, vâng, bây giờ xin mời trong bỏ nhá, anh chị ơi. Tay đâu là tay đâu? Hô to cộng điểm. Tay đâu là tay đâu? Tay trái đâu là tay trái đâu? Tay phải đâu là tay phải đâu? Hai tay đâu là hai tay đâu? Xin mời tất cả các anh chị hai tay của người đằng sau đặt tay lên vai của người đằng trước. Ok, xong chưa là xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Các anh chị ơi, bắt đầu nhá. Nào, hai tay của người đằng sau đặt lên vai của người đằng trước, là mình cùng nhún này, mình nhún này, mình nhún 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 mạnh lên anh chị ơi, mình nhún 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 rồi mình lại lắc cái hông này, mình lắc cái hông cho nó dẻo dai, mình lắc 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 cái hông rồi mình dùng tay mình đấm cái vai, mình đấm 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 cái vai rồi mình lại xoa này, mình xoa này, mình xoa 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 cái vai rồi mình lại gãi 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 này, mình gãi 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 rồi mình lại cấu cấu cấu. Anh chị ơi, cả ba đội ơi, tay đâu là tay đâu? Chân đâu là chân đâu? Mông đâu là mông đâu? Xin mời tất cả các anh chị đằng sau quay là đằng sau quay.